Màn trình diễn solo của Lisa tại MTV VMAs 2024 bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Lý giải cho điều này là vì có người cho rằng nữ idol đã hát nhép khiến họ cảm thấy thất vọng vô cùng. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, lễ trao giải MTV VMAs 2024 đã chính thức diễn ra tại New York, Mỹ. Trong sự theo dõi của người hâm mộ toàn cầu, bên cạnh những cái tên đình đám của làng nhạc thế giới, thì Lisa chính là ngôi sao K-pop hiếm hoi tham gia sự kiện với tư cách là nghệ sĩ solo. Xuất hiện tại mùa giải năm nay, em út Blackpink không chỉ nối dài bảng vàng thành tích bằng chiếc cúp Best K-pop danh giá mà còn chiêu đãi người hâm mộ trên toàn thế giới tiết mục cực mãn nhãn với hai bản hit vừa ra mắt chưa lâu, Rockstar và New Woman. Mặc dù được kỳ vọng cao về danh tiếng là nghệ sĩ biểu diễn nổi bật của nhóm Blackpink, nhưng màn trình diễn của Lisa lại không được như mong đợi. Các nhà phê bình và không ít người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng về cô, theo ông K-pop. Chưa dừng lại ở đó, tờ New York Post đã chỉ trích gay gắt màn trình diễn của nữ thần tượng gốc Thái gọi là K-flop và liệt kê nàng này vào danh sách những nghệ sĩ biểu diễn tệ nhất đêm trao giải. Sau khi được giải Paris Hilton giới thiệu, người đã thêm vào câu cửa miệng của mình là Just Hot. Lisa hoàn toàn không nóng như vậy, nữ ca sĩ K-pop này còn tệ hơn khi cô biểu diễn cùng một đội quân vũ công không thể cứu cô khỏi sự xến xúa, khiến tất cả chúng ta tự hỏi làm thế nào cô lại được mời. New York Post nhận xét về tiết mục của em út Blackpink. Tờ Billboard sau đó đã xếp hạng tất cả 16 màn trình diễn trong đêm, từ tệ nhất đến tốt nhất, và Lisa bị xếp cuối danh sách, họ gọi đây là một sự nỗ lực nhưng thất bại. Trên nền tảng X, Twitter cũng bắt đầu xuất hiện những ý kiến chỉ trích mỹ nhân xứ chùa vàng hát nhép xuyên suốt tiết mục tại lễ trao giải MTV VMAs 2024. Hàng loạt bài đăng liên quan đến vấn đề này nhanh chóng thu hút lượt tương tác cũng như độ thảo luận khủng. Thế nhưng, bên cạnh những bình luận ném đá thì một bộ phận fan trung lập lại cho rằng Lisa hát đè chứ không hát nhép toàn bộ bài, bởi họ vẫn nhận ra micro được bật và cô nàng có sử dụng giọng hát thật cho màn trình diễn, đặc biệt là ở những đoạn cao trào. Chưa hết, để minh oan cho nữ thần tượng, những khán giả có mặt tại lễ trao giải còn đăng tải clip fancam ghi lại tiết mục biểu diễn của cô nàng trên sân khấu trực tiếp ở hiện trường. Trong đoạn clip chia sẻ, dễ dàng nhận thấy giọng hát live của Lisa đè lên phần backtrack, nhất là ở những phân đoạn như di chuyển giữa các hàng ghế hay kết thúc phần intro của ca khúc Rockstar, tiếng thở rõ ràng của giọng ca sinh năm 1997 đã bị micro bắt được, cho thấy cô đang cố gắng hát bằng giọng thật trong phần trình diễn của mình. Đáng chú ý, ở clip trực tiếp được chính MTV đăng tải, không chỉ khán giả mà cả những nghệ sĩ góp mặt trong sự kiện cũng đã nhiệt tình hưởng ứng màn trình diễn của Lisa. Điều này càng củng cố thêm bằng chứng cho thấy nữ ca sĩ đã hát live và việc âm thanh backtrack được điều chỉnh lớn hơn là do kỹ thuật âm thanh của chương trình chứ không phải lỗi do cô. Giữa lúc tranh cãi, mỹ nhân xứ chùa vàng hát nhép tại MTV VMAs năm nay vẫn chưa đi đến hồi kết thì Rose bất ngờ có động thái liên quan đến tiết mục nói trên. Cụ thể, trên story trang Instagram cá nhân, giọng ca chính của Blackpink đã đăng tải hình ảnh Lisa tỏa sáng trên sân khấu lễ trao giải, đi kèm là dòng chú thích với nội dung "Cô ấy thật nóng bỏng". Hành động này của bông hồng nước Úc như một lời động viên gửi đến cô bạn thân cùng nhà giữa bao drama, đồng thời cho thấy dù rất bận rộn với lịch trình cá nhân, nhưng nàng này vẫn theo dõi các hoạt động của thành viên Blackpink, trong đó có Lisa.